Xin chào các bạn, hôm nay Johan sẽ hướng dẫn cho các bạn làm mẫu dây, mẫu vòng tay may mắn. Mình sẽ kết hợp với mặt charm. Mẫu này thì mình cũng đã có hướng dẫn cho các bạn ở cái video clip trước rồi. Hôm nay thì mình sẽ làm lại và mẫu này sẽ có gắn thêm cái mặt. Mẫu dây hôm nay mình dùng là mẫu dây tiêm size 1.5 mm nha mọi người. Các bạn vào link ở trên hồ sơ của mình và chọn dây tiêm 1.5 mm nha. Mình sẽ cắt một cái đoạn dây dài khoảng là 60 cm. 60 cm và mình gập đôi lại. Gập đôi lại thì các bạn sẽ xe nha. Cái tay của mình xe nè. Mình xe về phía bên trái thì mình sau đó mình sẽ giữ. Mình xe nó vừa vừa chặt là được. Các bạn xe nó vừa chặt là được chứ đừng có chặt quá như thế này nha. Đó, các bạn xe vừa chặt là được. Rồi, bên đây mình xe về bên trái thì bên đây mình cũng xe về bên trái. Sau đó mình sẽ buông ra từ từ đừng cho nó buông ra từ từ nè. Nó sẽ tự xe vào nhau. Tới chỗ nào mà các bạn thấy nó không có xe vào nhau chặt nữa thì các bạn sẽ giữ hai đầu này và tiếp tục xe dây cho nó chặt lại. Các bạn xe dây chặt khi các bạn buông ra thì mình cũng nương nương nè, mình nương nương theo để cho nó quấn vào nhau cho nó đều á mọi người. Mẫu này thì các bạn có thể làm để tặng cho bạn bè, người thân hoặc là các shop bán đồ có thể sử dụng mẫu này để làm quà tri ân cho khách hàng của mình cũng được. Nó rất là ý nghĩa. Các bạn cứ tiếp tục như vậy cho đến đạt đến cái chiều dài mà vừa với cái tay của mình đó mọi người. Mình sẽ đo thử xem là nó khoảng bao nhiêu xăng nha. 7 nè. 14 thì nó khoảng tầm 16, dài khoảng 16 cm đó mọi người. Mọi người làm cho nó dài khoảng 16 cm là vừa nha. Mình sẽ rút nó ra chỗ này. Đó, các bạn thấy mình rút bình thường thôi. Mẫu này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn rút rút cái đầu này bình thường thôi. Thì các bạn nếu như các bạn muốn mình làm cái mẫu rút nó có cái đầu này á nó thắt lại thành nút á thì mọi người hãy để lại ở comment đi, mình sẽ hướng dẫn nha. Thì khi mà các bạn cắt cái phần này các bạn dùng bật lửa các bạn hơ lại giùm mình nha. Các bạn hơ lại thì nó mới chắc. Đây khi mà các bạn đeo vòng á thì các bạn thấy này nó siết vào phải không? Thì khi các bạn đeo các bạn sẽ mở ra như vậy, các bạn sẽ nhét vào. Nha. Cái này lúc nãy là 16 cm nhưng mà mình trừ hao thêm khúc gì mình làm cho các bạn dễ nhìn á. Chứ cái vòng này tính ra là rất là to nha mọi người. Đó như vậy là mình đeo nó cũng rất là chắc rồi. Đó. Các bạn có thể đeo cái vòng nó bình thường như vậy thôi cũng được. Nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn gắn charm vào đây. Và charm hôm nay mình dùng là mặt mặt này nó giống như kiểu đồng xu vậy đó mọi người. Nhưng mà nó không có cái chữ ở trên đây mà nó có cái hình dấu ngã như thế này nè. Thì mọi người vào mọi người gõ cái tên là mặt charm đồng xu dấu ngã là sẽ ra nha. Và để cho nó gắn vào đúng ở điểm giữa thì các bạn sẽ kéo cái sợi dây ra như thế này. Thì cái điểm này nó sẽ là điểm giữa nha mọi người. Đó. Mình sẽ dùng một cái khoen.
Khoen hôm nay mình dùng là khoen này là khoen 5 mm nha. Khoen 5 mm màu trắng ca. Kích thước của nó mình ghi ở trên cái link mua hàng đó là 0.7 x 5 mm. Mọi người chỉ cần gõ vào khoen là mọi người sẽ tìm thấy mẫu và chọn đúng kích thước như mình nêu là được. Các bạn phải có kìm nha mọi người, coi không có kìm thì làm rất là đau. Kìm này nó chỉ có vài chục ca thôi, cho nên là các bạn hãy sắm một cái nếu các bạn dùng. Nó mình sẽ vẽ một đường như thế này, mình gắn vào một dây thôi nha mọi người, thì nó sẽ nằm đúng cái vị trí này. Sau đó mình sẽ gắn luôn cái mặt cham vào đây nữa, nó rồi mình bóp lại. Cái mẫu này thì các bạn có thể dùng khoen 4 mm nó cũng vừa nữa nha mọi người. 5 mm thì mình thấy nó cũng còn rộng lắm nè, 4 mm thì các bạn dùng cũng vừa nữa nha. Đó, cái mẫu nó là như vậy nè mọi người. Đó, mọi người có thể làm vòng cổ luôn nha. Vòng cổ thì cái vòng này mình làm khoảng dài khoảng 22 cm đó, 22 đến 24 cm tùy theo cổ của mười to nhỏ nha. Rồi, rất là dễ làm đúng không? Rồi, chúc các bạn làm thành công nha.